Bài tập bắc cầu. Nằm ngửa, gập gối háng, hai tay để dọc thân. Co các cơ mông và nâng mông và thân mình lên. Đảm bảo giữ tư thế tốt, không cong quá mức vùng thắt lưng, và co các cơ bụng sâu bằng cách ép bụng về phía cột sống. Giữ từ 3 đến 5 giây. Sau đó hạ mông xuống trở lại tư thế ban đầu. Lặp lại. Bài tập này rất hữu ích cho sức khỏe và làm đẹp vùng lưng và tư thế.